là một trong những dự án đường cao tốc đầu tiên của Việt Nam. Từ khi đi vào hoạt động, đường cao tốc Liên Khương - Brand đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Lâm Đồng, đồng thời là tuyến giao thông huyết mạch, rút ngắn khoảng cách từ sân bay Liên Khương đến Đà Lạt. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư đường gom dân sinh hoàn chỉnh, nên trên tuyến cao tốc này đã xảy ra tình trạng phá hoại rào chắn, đấu nối đường nhánh trái phép. Và người dân sinh sống sản xuất nông nghiệp hai bên đường cao tốc đã tự ý phá mở đường ngang, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điều mà nhiều người đặc biệt quan tâm hiện nay đó là bao giờ những bất cập trên đường cao tốc mới được chấm dứt. Dự án đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Brand dài khoảng 19,2 km. Trong đó đoạn qua địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp và thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng dài khoảng 18,2 km với tổng vốn đầu tư trên 1.310 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2003 và đưa vào khai thác từ năm 2008 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát trực tiếp khai thác. Thời gian thu phí từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 4 năm 2031. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, trên đoạn đường này đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 21 người bị thương và nhiều phương tiện giao thông hư hỏng nặng. Do cái cuộc sống mưu sinh của người dân xung quanh cái con đường cao tốc đó, họ từ đồng phá dỡ hàng rào rồi đấu nối cái đường ngang liên quan đi qua cái đường cao tốc rất là nguy hiểm. Từ chỗ đó là nhiều vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đâm phải người đi bộ, giữa xe ô tô đâm phải xe máy, người đi lao động ở trên cái đường cao tốc là xảy ra rất đáng tiếc. Mặc dù đã có biển cấm, nhưng hàng ngày nhiều người vẫn tham gia giao thông trên đường cao tốc bằng xe gắn máy. Và thậm chí là điều khiển xe chạy ngược chiều. Dù biết là vi phạm, nhưng theo lý giải của người dân thì họ điều khiển xe gắn máy trên đường cao tốc là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Vẫn biết là cấm xe máy đi, nhưng bắt buộc phải đi. Nếu mà đi bộ thì thời đại bây giờ đi bộ làm sao được. Bây giờ phải có xe để chở đồ chứ, chở phân, hoặc là đi về, đi chất rẫy về thì mình chở người đi về. Ngoài việc lưu thông bằng xe gắn máy, trên tuyến cao tốc Liên Khương - Brand, người dân đã tự ý phá mở rất nhiều điểm cắt ngang trên dải phân cách. Ngoài ra còn có 82 vị trí rào chắn bằng lưới B40 để bảo vệ hành lang an toàn giao thông bị phá. 52 vị trí đấu nối đường nhánh vào đường cao tốc. Và 96 công trình đất ở của người dân xây dựng trái phép. Dù số lượng dân cư sinh sống sản xuất dọc hai bên đường cao tốc khá lớn, nhưng hiện nay dự án cao tốc Liên Khương - Brand mới chỉ được đầu tư hai đoạn đường gom từ km 203+600 đến km 207 và đoạn từ km 219 đến km 220. Còn đoạn từ km 207 đến km 219 chưa được đầu tư đường gom mà chỉ dừng lại ở việc xây dựng 3 vị trí cổng dân sinh nhưng chưa kết nối với mạng lưới giao thông quốc lộ 20. Vừa qua thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh là bố trí cái kế hoạch vốn để đầu tư. Thì hiện nay thì cái đã được là Ủy ban tỉnh là bố trí trong giai đoạn 17-20 là có bố trí vốn. Thì Sở Giao thông Vận tải thì cũng đang là nghiên cứu khảo sát và sẽ đề xuất cái chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công. Thì dự kiến trong năm nay thì sẽ là đề xuất cái chủ trương và triển khai các cái bước chuẩn bị đầu tư và sẽ đề xuất Ủy ban tỉnh là sớm bố trí vốn để triển khai trong thời gian sớm nhất. Theo nhận định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi giám sát mới đây, để giải quyết triệt để những bất cập trên đường cao tốc, trước mắt nhà đầu tư cần tiến hành che chắn lại các đoạn bị phá, dỡ bỏ, phục hồi các hạng mục xuống cấp để đảm bảo hành lang an toàn giao thông.
Về lâu dài, nhà nước cần phải tính toán lại để giải tỏa các hộ dân hai bên đường cao tốc, cũng như là việc nhanh chóng xây dựng đường gom để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống hai bên đường. Như vậy là những bất cập trên tuyến đường cao tốc Liên Khương Pren chỉ được chấm dứt khi triển khai đầu tư xây dựng đường gom dân sinh dọc tuyến đường cao tốc này. Có như vậy mới đảm bảo được an toàn giao thông và tránh được những hệ lụy phiền toái khác. Buổi sáng 29 tháng 4, ngày đầu nghỉ lễ, khu du lịch Thác Pren đón khá đông lượng khách đến tham quan. Ban quản lý cho biết năm 2016, khu du lịch đón trên 400.000 lượt khách, riêng dịp lễ 30 tháng 4 2016.